Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thuộc khoảng này. Đầu tiên chúng ta đi khảo sát hàm số y bằng 4 sin x trừ 1 chia cho 3. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có y phải là đạo hàm. Chúng ta có 4 chia 3. Đạo hàm của sin x là cos x. Trừ 1 chia cho 3 là hằng số, chúng ta có số 0. Cho y phải bằng 0. Thì chúng ta chỉ có 4 chia cho 3 cos x bằng 0. Như vậy chúng ta có cos x bằng 0. Thì chúng ta tính cái cục này ra. Thì chúng ta có x bằng b chia 2 cộng với lại kb và k thuộc z. Bây giờ chúng ta đi tìm tất cả các nghiệm của cái này nằm trong khoảng từ 0 cho đến 7 b chia 6. Chúng ta có các nghiệm sau. Khi k bằng 0, chúng ta có pi chia 2. Khi k bằng 1, chúng ta có 3 pi chia 2. Thì chúng ta thấy rõ 3 pi chia 2 lớn hơn 7 pi chia 6. Như vậy chúng ta không còn nghiệm nữa. Như vậy chúng ta dừng ở đây. Như vậy trong trường hợp này, chúng ta có pi chia 2 và chúng ta sẽ vẽ bảng biến thiên. Chúng ta bắt đầu từ số 0 cho đến 7 pi chia 6. Ở đây chính là pi chia 2. Chúng ta chọn một số bất kỳ nằm giữa pi chia 2 và 7 pi chia 6. Chúng ta chọn pi. Thì chúng ta ra trừ 1. Như vậy đây dấu trừ. Còn này là dấu cộng. Như vậy dấu của nó sẽ đi như thế này. Bây giờ chúng ta cho số 0, pi chia 2, 7 pi chia 6 vào cái phương trình y này. Khi sin x có số x bằng 0 thì chúng ta sẽ có là trừ 1 chia cho 3. Chúng ta có pi chia 2 bỏ vào đây chúng ta có số 1. 7 pi chia 6 chúng ta bỏ vào đây chúng ta có trừ 1. Như vậy, khi chúng ta có cái bảng như thế này, chúng ta có thể thấy rõ nó sẽ bắt đầu thấp nhất là trừ 1 chia cho 3. Trừ 1 chứ. Trừ 1 cho đến số 1. Như vậy, trừ 1 ở đây là ngoặc tròn, tại vì đề ghi là ngoặc tròn. Như vậy, trừ 1 là bắt đầu từ đây. Còn số 1 ở đây chúng ta có thể chạm được cái chỗ này. Như vậy chúng ta có ngoặc vuông. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có việc từ f của trừ 1. Mình thấy cái trừ 1 và 1 vào luôn cái cục này. Cho đến vị trí F1. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào cái hình. Chúng ta có thể thấy rõ f trừ 1 là ngoặc tròn, f1 chính là ngoặc vuông. Như vậy, nó sẽ chạm từ vị trí số 0 cho đến số 1. Như vậy là đi từ đoạn này xuống đây, lên đây và một đoạn. Như vậy, chúng ta sẽ dừng lại vị trí này. Và chúng ta có một cái vị trí ở vị trí trừ 1, chúng ta có hình tròn trắng, có nghĩa là không có giá trị ở đây, mình sẽ không lấy giá trị này. Như vậy mình có ngoặc một cục tròn đen, có nghĩa là mình lấy giá trị ở đây. Như vậy chúng ta có số 3 ở đây thì chúng ta sẽ có
cái cục 3 này nè, nếu mà chúng ta nhân cho 3 thì vị trí này nè là vị trí x bằng 1 á, nhân cho 3 lên thì cái này sẽ lên 3. Có nghĩa là 1 nhân 3 là 3. Như vậy cái hình mới nó sẽ ra như thế này. Và cái đường này nó đi lên như thế này. Như vậy hình của cái đường mà chúng ta cần phải xét là chính là cái đường màu đen này nè. Tại vì mình nhân cho 3 lên, có nghĩa là giá trị y lúc đầu là chỉ có 1, bây giờ là giá trị của nó là 3. Khi chúng ta nhân cho 3 thì giá trị nó bự lên và cái hình sẽ được mở rộng lên như thế này. Và bây giờ chúng ta có y bằng m, chúng ta sẽ đặt cái đường y bằng m. Vì đề đang nói cái giá trị nguyên thì chúng ta sẽ xét cục đầu tiên, đó chính là vị trí m bằng 3, m bằng 2, m bằng 1 và m bằng 0. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ ở đây là 0 nè. Chúng ta giao một điểm ở đây. Ở vị trí số 1 nó giao hai điểm ở đây. Số 2 hai giao điểm ở đây. Số 3 chính là một giao điểm đây. Như vậy chúng ta có 1 2 3 4. Câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.